Quan tâm chú trọng đào tạo và chính sách thu hút nhân lực trẻ khi đi du học nước ngoài, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động đáp ứng nhu cầu nhân lực hiệu quả, phù hợp bối cảnh chuyển đổi số, đặc biệt là đầu tư cho hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long là những nội dung trọng tâm của các cử tri là lực lượng viên thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ vào buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vào chiều nay ngày 14 tháng 10. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi tiếp xúc. Hơn 700 cử tri là lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ thành phố Cần Thơ đã gửi nhiều tâm tư, nguyện vọng tới đoàn đại biểu Quốc hội, Chính phủ, trong đó tập trung vào việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông cho đồng bằng sông Cửu Long. Đề nghị Chính phủ cũng như là các bộ ban ngành có liên quan quan tâm nhiều hơn nữa về việc chúng ta hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng cảng biển, ví dụ như là đầu tư cái đường sắt cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Từ đầu nhiệm kỳ nay, Đảng, Nhà nước đã dành một cái nguồn lực rất lớn cho đồng bằng sông Cửu Long. Cái thứ nhất là phát triển hạ tầng đường cao tốc. Cái thứ hai là về nâng cao các cái hệ thống đường giao thông, đường bộ. Cái thứ ba là bây giờ vừa qua chúng ta hoàn thành hết tất cả các cái quy hoạch về các cái phương tiện giao thông, đang tập trung chỉ đạo cho phát triển giao thông đường thủy. Đấy. Trong đó có luồng lạch, rồi có cái việc mà khai thác làm sao hiệu quả cái cảng cái quy của chúng ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến đóng góp của thanh niên, sinh viên thành phố Cần Thơ đến Quốc hội. Thủ tướng đề nghị thành phố Cần Thơ quan tâm hơn nữa phong trào học tập sáng tạo của thanh niên, đẩy mạnh công trình thanh niên gắn lợi ích của cá nhân, tập thể, cộng đồng. Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa thanh niên để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho lực lượng tuổi trẻ của thành phố.